Rồi, 15 ngàn. Dưới ghe bán vậy là ghẻ lên quyền rồi. Ghê trời trời, bán 20 nữa đó. Tại tình nghĩa đó. Gần 6 giờ sáng nha cả nhà. Hiện tại thì mấy chú cháu đang uống cà phê. Lạnh quá. Mình làm ly cà phê ha. Rồi chuẩn bị ăn cháo lòng. Út Lương thì đang soạn đồ ở phía trước. Vậy mà mình nấu cháo. Uống khỏe lên. Anh Hoàng đã nhắm chừng cái chạch được nhiêu? Chắc lộ cũng khoảng 2 kg. Dạ, bữa nay là anh trúng nhất á. Chú Năm được nhiêu? Chắc không được ký luôn. Nhưng mà bữa nay chú Năm trúng cua. Cái đường đó hồi nào giờ không có đặt đó, sao đặt không có ngộ ha, tại không nó kéo lướng không, tại nước này nước thiện nước có mưa rông, nước rông bữa nay nước rông nè, rồi thêm mưa nữa, rồi gió không xây gió đủ hướng hết trơn. Hôm hôm mình đậu thuồng gió đây cái lòng quay lệ gió trướng thấy không, rồi sáng lòng gió bất lợi nè, qua phải đi băng luôn, qua bãi luôn, tập bờ cỏ chúng cua rồi. Dạ. Bờ dưới lên đây chứ con thùng đó. Không mà dấn anh ngang chút xíu còn thùng mấy mà dấn của anh là từ đây tới sau là không chạy cái chặt nữa rồi. Ừ, hết rồi chạy. mà đi đồng này đặt em phái cái nết của nằm không làm ha, rảnh rỗi lắm quên mình nó làm xong cái chạy là không làm nhúng phe hay gì dính cái chạch cái đâu có đệm đổ không, cái đạp cái đuôi dớn này ha, ngầu giá chờ chờ ha, dở lên nghe dở lên cho mình thấy ha, còn có để xuống trời ơi trời tức dở lên nằm xa xa cái để xuống nằm đi dương hoàng lên thấy là cái chà bá này nè, nhắm thấy cái chạch ta kéo bó cái thùng này không đạp cái giá rồi dở không còn con nào nữa, gà chờ bị ở dưới chuột cắn hơm á rồi ổng đâu thấy mồi tới chú Năm ơi. Cái này thời tới cả không kịp rồi. Thằng bữa nay đặt dính thao này nè. Hồi lần trước thì con thấy chú Năm mặc áo khoác, dù không lạnh lắm, nhưng mà lần này lạnh dữ mà chú Năm trên cái áo thun bóng tăng. Lạnh, ông nghịch nghịch thằng ta không được. Thích mặc không thích là thôi. Nói ăn cái ông nói thì tụi cháu lớn tuổi như chú đi cũng vậy đó. Là không lạnh thì tao mặc áo ấm, mà là trời lạnh thì tao mặc áo mỏng vậy đó. Chú Hai sẽ bắt đầu gian gạo để mình nấu cháo. Lần trước ăn cháo gà, bữa nay ăn cháo lòng. Lần sau ăn gì anh Hoàng? Thì ở dưới lên thì chú em lên mua gì ăn mấy rồi. Tùy lòng hỏi tâm hả? Ừ. Dịch thì khỏi mua. Thấy dịch chà đồng trên đây nhiều nè. Chà đồng nhóc. Đợt này mấy chú cháu còn về dưới. Có gì chú Năm thích ăn món gì chú Năm nói nha. Để lần sau đem lên. Thằng cháu có đồ kiến không? Đồ kiến nấu đồ sạch mà ngon nữa nè. Mình ăn cháo cái mình lần quần cái khoảng 9:30 giờ là nghe gọi tới cân. Nghe gọi là. Vậy là thời điểm này là giờ cố định cân cá là khoảng từ 9 giờ tới 10 giờ ha. Ừ. Tầm như lúc này thì nó cân hơi sớm. Vô vụ cái nó cần trễ là bị ghe nào cá cũng nhiều chân. Dạ. Là nó về tới mình là trễ. Nào cháu này thấy bữa nay đậm đà nha. Vậy là mình sẽ đợi cho lòng chín cái mình vớt ra, mình để gạo vô ha. Ừ. Dạ, chúng ta để gia vị vô cho thấm. Tự nhiên nãy em không lạnh, giờ em muốn ly cà phê vô, sao giờ em hơi gung gung rồi. Nước đá, uống nước đá. Anh giờ xuống cái bàn giò à? Anh Hoàng giờ anh rút lại luôn chú Hoàng. Rút lại giống vép quá. Gia vị thì mình có muối, đường, bột ngọt. Như cả nhà đang thấy thì ở phía trước chú Năm đang giá dớn. Chú Năm giá từ khuya cho tới sáng luôn. Giá vậy mà cá chạch cũng lọt cho. Cái lỗ đó nghĩ bắt gì. Ở dưới mình thì còn bắt cá lô kiến. Lên đây cá lô kiến đâu bắt. Nó làm cái hôm đó. Vô này ra anh kia hả? Ừ. Cái giá gặp cá lô kiến trên này thọt xuống. Ủa, đó, ai đó có cái hôm nó hay gì? Lỗ bự quá, thọt ra bắt luôn rồi.
Bị lũng nhiều không chú Năm? Cái vài lỗ đó. Chịu không? Rồi sao hồi khuya mà chạy ghe về đây đậu có nghe cái gì mà chú Năm quăng neo gì đâu mà quăng chết quất hả chú hai? Neo không đã lắm, neo không quăng là gió đi đi rồi nè, quăng neo neo vậy đó. Nghe vụ gì mà quăng neo xong lấy dầm bơi không đi gì đó. Gió nó nạp rồi đó. Hắn đang quăng cái neo trên kia mà ổng bơi xuống cái xuồng chú hai sao đi. Bơi móc lại, móc chân mũi vô, bị gió nạp mình mới cục dây được. Dạ, bơi cái bung lúc mà kia sao lại không trời mát thì ngồi giá khỏe chứ nhiều khi trời nắng ngồi giá cực lắm. Con nghiệp cũng lắm con ơi, ở dưới cũng vậy nữa, không cứ gọi ra lại ông giá suốt vậy đó mà là không bằng ai chẳng á. Lưng khoái câu đó thử. Mình xong cái chuyến đi đồng này về quê nè, mình phải kéo vớ lên bờ hết để mình giá. Tại vì trên đây cua quá nhiều nó phá. Coi tuyển cái nào mà mục quá cái là mình dạt cái mình bỏ hết rồi. Theo mà mua thêm vớ mới. Vớ này mà theo có tiền ha, là theo đặt những năm. Dạ. Yeah. Là dạt mua vớ khác là nó ngon. Rồi chờ coi cái nào chín mình vớt coi đi. Là mía chín trước đó. Ôi, chín rồi chú. Nghe chín này rồi, góc cụ qua trước đi. Giật giật. Phèo rồi, chín nghe luôn rồi. Chín rồi. Vậy này chứ có mỗi cái lưới này nó dày nữa. Cái nào dày thì vô thủng đá, chiều anh với thằng đen với anh Nam tính. Rồi. Biết chưa chín đó nha. Biết mau quá, được trước rồi. Cục cục là chín hết rồi. Đó, đây con xiên cái này. Chín rồi, chín rồi. Gan gan rồi. Gan lục đấy quá nó lại khô. Rồi, còn cái lưỡi này thì mình cho gạo vô luôn. Dạ. Nếu như mà muốn ngon, muốn giòn nữa thì mình ngâm vô nước đá hết luôn. Ở đây 25 ngàn tô còn ngâm chi út lưng á. Mát ngâm. Có mức đá thêm. Hả tính 30 ngàn là hạ giá rồi. Sợ ấy gì mà hạ giá không biết. Gạo ghen rồi thì nó cũng mau nở. Đây chú hai, có mỡ thơm luôn nha. Nó hai chú cháu là hợp tác bán cháo rồi lưng à. Bán cho ba ghe nè. Mỗi lần đám giỗ với quê mình thường thường giờ này là mấy người mừng heo lấy ngót rồi đó. Giờ là dứt rồi đó. Có nồi cháo lòng đó là dứt liền. Có nồi cháo lòng là dứt lần lạnh rồi đó. Để hồi con hỏi chú Năm có lấy ngót không? Hồi lấy liền đó. Lấy ngót không anh xôi? Chú Năm là luôn trong tư thế sẵn sàng. Nào cũng lấy cho nó. Lạnh lạnh này mà đưa vô vài ly cứ ngủ đã ha. Dạ, khỏi cơn cáo luôn. Mà con nghe nói là sắp vô vụ là những cái thương lái cân cá sẽ tới trễ hơn phải không? Đúng rồi. Dạ. Tại con biết cấp vô vụ là ghe nào cũng cá nhiều chứ. Dạ. Cá rồi cua đủ thứ, thành ra nó cân ví dụ lâu lắm, nó cân bị trễ. Mà cấp đó nó chia ra. Cấp nó chia ví dụ ở đây trước 10 ngày, còn phải dưới trước 10 ngày vậy đó, chứ đâu có ai mà đợi hoài. Nó phải chia cho đều. Ví dụ như bây giờ là 90 giờ cân, sắp tới là khoảng chừng 1-2 giờ. Còn trễ nữa là cỡ 4 giờ. Vậy đó. Nhưng mà mình gọng trễ quá nhiều khi cá mình nó yếu quá. Nó chia ra từng coi, chia ra. Ví dụ như mình cân trước khoảng chừng 10 ngày, cái khúc sau thì... Tới cái băng khác, băng khác nó trễ hoài. Dạ. Chứ thay vì một nguyên như nó giao nguyên cho một băng này trễ hoài cá chết rồi mà lần này không ai chịu. Dạ. Phải cho người chết vài bữa chứ. Ngon rồi đúng không? Hả? Thì ngon rồi. Ăn
thử là ngon không? Lên giá 30 quá. Giờ bán cho mấy bạn trước ha. Ừ. Em thôi mấy bả mà mốt mấy bả. Không gửi chén hả? Không gửi chén à. Cái này giá không mày? Không, không giá luôn. Một tô bên kia, thịt với cháo. Là rẻ lắm rồi, 30. Rồi 30 một tô. Tiền giùm luôn anh Xuân. Rồi, này bằng số 1. Nói là sao thì trả tiền luôn. Kỳ vậy? Chục. Này hơi nhỏ nhỏ. 25 thôi. 25 ở con nhỏ 25. Rồi giờ tới chú cháu mình ha. Rồi giờ tới chú cháu mình. À, không cần bước ra rồi. Chiếc rượu anh xui ơi. Rồi sáng cũng có nấu nồi cháo lòng, cũng mời cả nhà ăn cháo với mấy chú cháu ha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn. Hút cá vô. Hết lạnh liền. Con thấy là hình như ăn cháo mà ăn tô mới ngon. Ừ. Anh đi. Dạ. Ăn tô mà để rau vô nhiều được. Ừ. Ngon quá. Ừ.
mâm lên. Nhảy rồi, nhảy rồi, nhảy rồi. Nóng quá. Ăn đợi nhiều nhiều nha chú Năm. Đại đi cái này chứ không phải cá chặt anh kéo không có hôm đâu. Đại đi. Xèo ngon quá. Không đắng chú ha. Ngon. Em mua hàng này mốt cho đi chợ được không? Này đặt sớm mới có hàng ngon vậy chú. Ừ. Đặt trước. Rồi đặt một kéo dấn rồi có nồi này ăn thôi. Được rồi, anh chậm tới, ta dài lắm. Chậm gàng à. Buổi sáng nhà hàng trên đồng mình nấu món này có vẻ là bắt hả chú hả? Ừ. Sáng lắm, húp này vô, thôi rồi. Nãy này có bán 50 ngàn cũng mua. Đói. Giờ đặt tình huống nè, dù như mình đang ở giữa đồng mà mình thèm tô cháo, phải chạy một đoạn đường rất là xa, tốn tiền xăng còn hơn nữa. Nghỉ ăn luôn đi cho khỏe. Mình ở đây đồ mình mua chợ mình nấu một thời gian mình có mình ăn. Như lúc trước gỡ gà gỏi á, gà quên quà chứ vô tới đây là tới trưa đó, 12 giờ, 11 giờ mới ăn được. Hết thèm luôn. Muốn đói gùng luôn chứ đâu còn thèm. Đừng nói nó sắc cái này mỏng quá, ăn mỏng thì ăn ngon. Mà gấp một đũa nó dính 2-3 miếng không còn hơn cái sắc vậy. Rau đắng này cháo không hết cho mai cái kiếm vàng cái chai vàng cái bỏ vô nấu canh mấy chú cháu ăn. Này bộ ngon gà hả mà hả chú? Ngon.
Được rồi, được rồi, chậm đó. Nấu cháo này bữa nay thấy sao màu càng là nấu cháo gà bữa hôm qua. Nước mắm em. Còn ngon quá. Chén thứ ba rồi đó. Trời đất ơi, tưởng ngon thôi, hồi nó làm nữa. Quá ngon. Để đà. Tưởng ngon quá ngon thôi. Nó hồi làm nữa. Linh nó quá nò. Mà nó làm thêm chén nữa. Vô ăn đắng đắng ngon chú hai. Rau đắng ngon. Chú hai phán rau đắng. Cho thêm miếng gừng. Cá không đó. Mai mốt mình để cháu cá lại. Vô cuốn. Dạ. Con bò. Con bò. Dạ. Chết. Chết từng má. Chết từng chết. Chiên luôn đi. Thử mà canh cá chép nữa rồi. Vậy thử chết nó. Trời ơi chết. Rồi cũng có mấy con cá hốc. Nó hỏi sao mình được. Thằng nó thằng đục. Nó rùa quá à. Ngoài đi. Nó rùa mẹ ơi. Rồi luôn 2 cái 3. Lụm. Rồi gì đó không? Buồn. Nó lộn cả tay. Cái gì? Đèn nó hỏi coi có lộn không? 2 ký trời. Đây đây. Đi đi nha má. Rồi bắt rồi đấy. Này của chú hai hả? Để đâu? Để đi để bên đi. Cá này là của anh đi. Hai ký. Trời ơi, về đạt rồi ông nội ơi. Quá mừng. Đi mấy à. Cua anh đây ơi. Cua Hoàng ơi. Trời ơi. Trời đi đâu vậy? Đi nghỉ đi. Có tiền nhiều cái cua ta. Cua anh 17 ký. Cái này vừa biết anh chỉ có lần kia bao không. Của chú Năm hả? Thích ra là ngon rồi con nhìn. Ngon rồi đó. Bao cái gì vậy? Nhìn hai bao má. Anh thằng đó. Cái bao lủng. 15. Đưa ra cái bao kia đi không? Ừ. Đây, đây, hai bao này đó. Hai bao đó.
hấp lâu quá, hấp cua đó quá à? 15 kg. Rồi chú Năm lấy cua qua chú Năm ơi. Chú Năm này đặt chúng ra chạch ha. Không. 9 gram hả? Lên hết cỡ luôn đi. Cỡ hết luôn. Hết đi. Hết luôn. Hết đi. Anh đi trễ em đâu có dám điện anh đâu. Sợ anh tự nữa. Không dám tự. Nè, cái này đem phải không? Đem. Cái này của ai? Hoàng. Hoàng thì ghi với chữ hát vô, năm bông ghi chú qua vậy. Ở trên nó mát. Hoàng không biết chữ đâu, ghi cho rõ. Nè, bắt đầu không biết chữ, kiếm tiền nè. Biết tiền đâu mà. Hai. Hồi năm bông có được. 335. Rồi, rồi cảm ơn mình. Cảm ơn. Rồi, chào luôn nha. Mai gặp lại ha. Ê, mai đi cũng giống giống được từ 9 giờ trời 10 giờ đi định cái gì trễ quá, phải không? Đâu, đầu vô ba gấp xuống chết là má rồi. Rồi, cảm ơn nha. Ê, chịu mở vậy. Rồi, cưng thôi. Mà mày thấy cảnh này tao. Này là tiền ngày hôm qua anh Hoàng. Qua ngày nay có miếng giấy à, mai cái nó đưa. Bữa nay nay cần để mai đưa, mai cần bốc đưa. Dạ. Này là cái gì cho bọn con heo con cháu.